Giới tiên tri nhận định tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 đổi vận gió to, vượt qua đại dịch dễ dàng. Xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi người sinh ra đều mang trong mình số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm việc gì cũng được đại cát đại lợi, nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới giàu lên được. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 2 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 2 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này sẽ gặt hái được những thành công lớn lao trong tháng 2 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng rất nể trọng, kính phục. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của chương trình thì xin mời tất cả quý vị hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem tử vi chi tiết tháng 2 âm lịch của tuổi Bính Thìn. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Tuy nhiên, hay ngừng giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mủi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có gì là giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái sau của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người tuổi này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Theo góc nhìn tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2022, tháng này vận khí của người cầm tinh con rồng sinh năm 1976 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm cách xử lý tốt. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh cần phải tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc, trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thìn cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho thấy có quý nhân trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định. Dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác thì bạn đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong môi trường mới và gặp gỡ tất cả khách hàng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
xem vận trình tài lộc tháng 2 âm lịch của gia chủ Bính Thìn khá vượng, có nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lãi lời khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời. Tuy nhiên, cần phải chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê dụ dỗ kẻo dẫn đến tổn thất, phá tài. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 2 âm lịch cho rằng tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Bính Thìn. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần phải chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Khi làm việc cần phải chú ý đến giờ giấc và không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi và nghiêm trọng, có thể phải động chạm dao kéo. Các quý gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an cũng như sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và giữ gìn. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ được khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể tìm được cũng như là giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tỉnh của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video mới nhất của chương trình Phong thủy Gia Cát.